Mày đi nhanh lên, muộn học rồi. Chúng mày lo cái gì? Bọn mình đi bộ lên máy. Cô giáo vẫn phải đợi. Mới có học sinh để dạy học. Quá giàu luôn. Ừ, nó đúng đấy. Ta đợi cái gì mà chẳng đúng. Ta biết một quán xúc xích rất ngon. Chúng mày có muốn đi ăn không? Ta mời. Nếu mày mời thì bọn tao đi. Đi thôi. Đúng rồi cô ơi. Cháu bảo
rồi, cô đợi tôi một tí, tôi mang lên. Vâng, nhanh lên luôn nha. Được rồi, rồi, cô ơi, tôi mang lên luôn. Đâu, cô ở đâu? Đây, con đây đây. Để tôi đánh lên trận, thằng này. Mày. Anh đừng đánh lên con. Mày, dám đánh lên quần à? Bảo, em lấy con đi thay đi, để cô nói chuyện với bố em. Mang lên vào trong nhà vệ sinh ra. Nhanh. Được rồi, có gì cô giáo nói đi. Tôi bảo anh này, không phải lúc nào nó dùng con cái, anh cứ dùng bạo lực. Nhiều gia đình em dùng bạo lực đối với con càng ngu hơn. Anh phải tìm biện pháp để giáo dục con. Mà cháu bảo á, thằng này con đi học muộn này, nó tự chửi bậy. Thì anh nên xem xét lại cách giáo dục con cái của gia đình anh. Vâng, cảm ơn cô giáo. Ra lại cô không nói thì tôi cũng không biết đâu. Cô nói như thế, tôi về tôi sẽ xem xét lại cái cách giáo dục của con mình. Tôi sẽ lưu ý hơn. Cảm ơn cô giáo nhé. Vâng, tôi đi về đây. Anh về đi, xong